Tượng Phật A Di Đà chùa Phật Tích, tác phẩm điêu khắc đầu tiên của nhân dân ta từ thời nhà Lý. 287 pho tượng Phật La Hán trong chùa Mía vào thế kỷ 17-18. 18 vị tổ chùa Tây Phương. Trải qua 1.000 năm, giải đất Bắc Bộ đã sản sinh ra hàng trăm pho tượng có giá trị lịch sử, nghệ thuật vô giá. Và hôm nay, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một báu vật hiếm gặp trong quần thể tượng ở Việt Nam. Điều gì đã làm cho pho tượng trở nên độc đáo như vậy? Không nằm trong công trình kiến trúc đồ sộ, pho tượng được đặt trong một ngôi miếu nhỏ làng Bảo Hà. Ngôi miếu còn có tên Tam Xã Thượng Đẳng Từ, thuộc ba thôn Bảo Động, Hà Cầu và Mai An của xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Cũng cây đa, giếng nước, sân đình, làng Bảo Hà xanh mát ruộng đồng như bao ngôi làng vùng quê Bắc Bộ. Nhưng có lẽ không nhiều người biết, Bảo Hà chính là cái nôi của nghề tạc tượng. Rất nhiều các pho tượng ở đình chùa miếu mạo phía Bắc, phần lớn là các sản phẩm sáng tạo của các nghệ nhân nơi đây. Trong đó có pho tượng Biết Cử Động được người dân nơi đây coi như báu vật và biểu tượng của ngôi làng truyền thống. Câu chuyện xưa được kể lại rằng, vào thế kỷ 15, giặc Minh sang xâm lược nước ta, cụ Nguyễn Công Huệ cùng một số thanh niên trai tráng bị bắt sang đất Bắc làm việc. Trong thời gian bên đất khách, ông đã chủ tâm học được nghề tạc tượng, làm sơn mài. Đến đời Lê Nhân Tông 1443-1459, cụ Huệ trở về quê và dạy nghề tạc tượng cho dân làng. Mọi người suy tôn cụ là tổ nghề tạc tượng và được thờ tại miếu Bảo Hà. Không chỉ để lại nghề tạc tượng, cụ Huệ còn truyền lại cho dân làng nghề rối cạn. Những tượng rối vừa tay người điều khiển, kết cấu chuyển động chính chỉ nằm duy nhất ở hai chiếc que nhỏ nằm trong bụng rối. Đây là nét đặc sắc riêng của làng Bảo Hà. Phải chăng pho tượng biết chuyển động trong miếu chính là sự kết hợp giữa nghệ thuật múa rối và tạc tượng? Đến miếu Bảo Hà, chiêm ngưỡng nét đẹp cũng như sự chuyển động của pho tượng có kích thước gần bằng người thực đặt ra cho chúng ta rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Thần phả trong miếu ghi lại, pho tượng đứng lên ngồi xuống trong miếu chính là Linh Lang Thần. Ngài là Thái tử Hoàng Chân, con vua Lý Thánh Tông. Vào thế kỷ thứ 11, khi giặc Tống xâm lăng nước ta, Thái tử đã cầm quân chống giặc. Trong một đợt hành quân, ngài đã tới Trang Linh Động, tức làng Bảo Hà ngày nay, dựng đồn binh, luyện tập binh sĩ và tuyển mộ quân. Ngài đã hy sinh trong trận chiến chống quân xâm lược. Dân làng tiếc thương và luôn ghi nhớ công ơn của ngài, nên xây miếu thờ ngay trên đồn binh xưa và tôn ngài làm thành hoàng và tạc tượng thờ. Các triều đại sau này như Cảnh Thịnh, Tử Đức, Duy Tân và Khải Định đều sắc phong cho ngài là Thượng Đẳng Thần. Tạc tượng ngài cũng là một cơ duyên với dân làng. Như thế là các cụ ở đây nằm mộng là ra sông Vĩnh Trinh để vớt cúc tạc tượng ta. Thế là các cụ tập trung ra thì đúng có một khung gỗ rất lớn ở sông Vĩnh Trinh. Thế là các cụ mà chảy khỏe
Thế nên là các cụ có thắp hương và khấn thiện địa trời đất, là có cho chung quanh tạc tượng thì gỗ dừng lại chứ độc người già không thể vớt được. Thế thì tự nhiên có một cơn gió xoáy, tức gọi ta gọi là cơn lốc, thế là xoáy vào bờ. Thế và các cụ chúng tôi vớt lên là tạc pho tượng đứng lên ngồi xuống từ cuối thế kỷ thứ 13. Bí mật pho tượng Linh Lang Thần chuyển động dần được hé lộ khi cụ Nguyễn Văn Nghĩa, trưởng ban di tích miếu, mở cánh cửa nằm ngay điện thờ bên phải. Khi mở dần cánh cửa, tượng thờ Đức Linh Lang Đại Vương trong tư thế ngồi trên ngai, tay cầm văn tự, từ từ đứng dậy. Khi khép lại thì pho tượng lại dần trở về tư thế ngồi ban đầu. Đây không chỉ là sự kết hợp giữa nghệ thuật rối và nghệ thuật tạc tượng, mà còn là sự phối hợp ăn ý với nghệ thuật kiến trúc ngôi miếu. Chân và tay pho tượng có nhiều khớp, đinh gỗ cùng với cấu trúc ổ quay, dòng dọc, nối với cánh cửa tạo thành cấu trúc đòn bẩy nâng vật nặng chỉ bằng động tác đóng, mở cửa nhẹ nhàng. Theo cụ Nghĩa, trước kia ổ quay nằm ở vị trí hai ô gạch mà người dân quỳ xuống lễ. Đầu gối chạm xuống nền gạch, Đức Linh Lang Đại Vương chậm rãi, uy nghiêm đứng dậy. Đến nay, qua một số lần trùng tu, người ta đã chuyển ổ quay sang phải, nối với cánh cửa. Dưới pho tượng Linh Lang Thần còn có một giếng bán nguyệt cổ thông sang sông Vĩnh Trinh xưa. Nay chỉ còn là cái ao nhỏ thuộc thôn Thâm Động. Tương truyền, thả quả bồng, quả bưởi xuống giếng, sau một hồi trống, quả bưởi sẽ nổi lên trong ao nhỏ sông Vĩnh Trinh xưa. Để minh chứng cho lời kể, các cụ trong làng thả quả bưởi có ghi chữ "Khám phá Việt Nam" xuống giếng. Quả thật, sau một hồi trống, quả bưởi đã sang ao thôn Thâm Động. Đây chữ khám phá Việt Nam đi rồi. Các cụ truyền thuyết lại là khi mà vào lễ hội thì có quả bưởi, bảy mươi mẫu quả mà. Có quả bưởi thì tự nhiên quả bưởi rơi mất. Thì chúng tôi nó vẫn có cái giếng đó. Cho nên là nó rơi xuống giếng thì vài hôm sau các cụ ra sông Vĩnh Trinh đây thì thấy quả bưởi, có đúng quả bưởi của ta rồi. Trở lại với kỹ thuật đòn bẩy, sẽ không bất ngờ nếu pho tượng được làm trong những năm gần đây. Nhưng pho tượng Thượng Đẳng Thần đã lên tới hàng trăm năm tuổi. Niên đại của pho tượng hiện cũng rất khó đưa ra câu trả lời chính xác. Theo người cao tuổi trong làng bao đời kể lại, pho tượng được tạc vào thế kỷ 13. Nhưng dựa trên các tài liệu nghiên cứu cũng như đặc điểm của các bức tượng trong ngôi miếu, thì niên đại pho tượng có thể ở thế kỷ 18. Khoảng từ thế kỷ 16-17 trở về trước, người ta thường thờ ngai vào bài vị. Trong tâm thức dân gian, thần linh là vị thần vô hình và họ đặt trên ngai bài vị ghi tên ngài. Việc thắp hương mang ý nghĩa mời vị thần linh về ngự trên ngai. Đến đầu thế kỷ 18, người ta có phong trào lập tượng hậu để thờ. Do vậy, có thể pho tượng Đức Linh Lang Đại Vương được làm vào thế kỷ này. Đây cũng là thời kỳ Việt Nam nổi tiếng về nghệ thuật điêu khắc chân dung.
yếu tố chân dung của mỗi pho tượng được tạc rất trau chuốt, tỉ mỉ. Nhìn vào những pho tượng, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về sự tài hoa của những nghệ nhân nơi đây. Từ những khúc gỗ vô tri đã được họ chuyển thành những chân dung nhiều cảm xúc. Khuôn mặt hiền từ của các thị giả, đến nét nghiêm nghị của các viên quan, tưởng như chúng ta đã gặp họ ở đâu đấy trong đời sống thực và hoàn toàn không mang tính lý tưởng hóa. Về cái tính nghệ thuật thì như các cụ để lại là nói chung là cái tính nghệ thuật là tương đối cao. So ở miếu mà vừa rồi là anh em các chú đã vào trong miếu quay cảnh trong miếu thì một số tượng trong miếu là rất là nghệ thuật. Nói là nếu nói về các nơi khác là những pho tượng này là tạo dáng và các cái đường nét là tuyệt vời. Những nghệ nhân làng Bảo Hà còn có một câu nói từ bao đời nay khi truyền nghề: dĩ nhân đình vi cốt tượng, tức là lấy con người để làm hình mẫu cho những pho tượng. Đã hơn 500 năm trôi qua, bao thế hệ trong làng nối tiếp nhau phát huy những tinh hoa ông cha để lại như hoài bão, ước mơ xưa ngấm vào tâm hồn của mỗi con người. Làng nghề như mạch chảy, lúc ngầm, lúc sôi nổi cùng sự phát triển của xã hội, nhưng chắc chắn rằng làng Bảo Hà sẽ không bao giờ mất đi những nét riêng trên những tác phẩm. Những pho tượng mới lại ra đời, mang trong mình cái hồn người dân nơi đây. Rồi từ đây ta khám phá thế gian.